Ý, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với Tôi Bắt Đầu Khát Việt Nam này. Chào video này mình cũng chả cần phải giới thiệu gì nữa, tại vì đây cũng sẽ là một nơi quá thân thuộc với các bạn rồi đúng không? Thì video này sẽ rất là ngắn thôi, mình sẽ không chơi gì cả. Và chả thay mặt gì cả, nhưng mà nói chung là sau một năm dài ngoằng thì chúng mình đã sắp kết thúc cái năm 2020 này rồi. Thì 2020 là một năm có thể là vừa vui vừa buồn với rất là nhiều bạn với rất là nhiều gia đình. Nói chung là không ai muốn những điều tồi tệ xảy ra cả. Một năm vừa qua thì nói chung là đất nước mình đã trải qua sóng gió này, dịch bệnh này, xong rồi là có rất là nhiều điều khủng khiếp xảy ra với rất là nhiều gia đình. Nói chung là mình muốn gửi một lời chia buồn tới các bạn. Thì dù sao thì năm nay cũng sắp kết thúc rồi. Tiến tới năm tới mình mong là mọi chuyện nó sẽ ổn thỏa hơn. Nói chung là mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Và mình mong là với những cái nỗi buồn mất mát thì chúng mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua nhé. Đó thì còn với cá nhân kênh mình thì một năm qua là một năm mà mình đã đạt được 1.000 sub này, 2.000 sub này đúng không? Thì nói chung là đó là những cái thành tựu rất là to lớn của mình. Thì nói chung là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ở trong video này thì mình sẽ không chơi gì cả. Nói chung là sẽ ngắn gọn thôi, mình sẽ chúc các bạn một năm mới thật là tràn đầy sức khỏe. Hãy tiếp tục theo dõi kênh của mình. Mình sẽ sớm ra những video tiếp theo. Và mình cũng xin lỗi vì mấy hôm nay mình chưa ra được video. Mấy hôm nay mình bận quá trời ạ. Có bao nhiêu thủ tục, giấy tờ các thứ. Nói chung là mình đang làm một số việc riêng ở cho gia đình mình. Nói chung là cũng khá là mệt mỏi các bạn ạ. Thì đó, thì sang năm 2021 thì thứ nhất là bây giờ trời nhiệt độ đang xuống rất là thấp. Các bạn nếu mà ra đường đi chơi ấy, thì nên giữ sức khỏe. Còn nếu mà các bạn xem video này lúc mà các bạn đã đi chơi về rồi ấy, thì nhớ mặc ấm vào và đừng quên là đeo khẩu trang. Tại vì bây giờ dịch bệnh thì đang rất là khó lường này, xong rồi người Trung Quốc thì cứ tràn sang Việt Nam ấy, chả hiểu kiểu gì cả. Trời ạ, như kiểu yêu Việt Nam ấy, trong khi thực ra là muốn chiếm đấy, trời ạ. Đấy, đùa mình nói thế thôi nha, chứ mình không biết gì đâu. Thì ở trong kênh của mình thì cũng có rất là nhiều các bạn cute này, hay chúc mình này, comment mỗi video này. Với những các bạn mà không không comment gì thì mình biết là có thể là các bạn rất là quý mình. Ok, các bạn còn bấm theo dõi cái thứ. Ok, cảm ơn các bạn. Thì thay lời những các bạn đấy, mình cũng muốn cảm ơn mọi người vì đã luôn xem video của mình nhá. Đấy, mình chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Đó, thì chắc là mình sẽ cho cái này nó chạy hết xong mình sẽ kết thúc video nhỉ, cho nó mượt nhỉ. Trời ạ. Một năm vừa qua là một năm gọi là rất là khó khăn với mình, tại vì mình học rất là nhiều. Đấy, đây là mình cá nhân mình chia sẻ nhá. Xong rồi chuyện nó rất là nhiều chuyện xảy ra các bạn ạ. Mình thì cũng lật đật từ một anh chàng mới chơi game này, xong rồi làm video các bạn tính ra cũng gần được 2 năm rồi chứ. Ui, con đường xa xăm đúng không? Và như các bạn đang thấy những cái con mà mình đã đạt được từ thành tựu mình lập kênh như bây giờ đấy. Trời ạ. À. Đó. Đây là những con mà mình đã đạt được khi mà mình chơi cái game này đến bây giờ đấy. Siêu không? Đó. Thì đấy, các bạn cũng sẽ sớm được như mình thôi. Với cả cái game này chơi nó dễ lắm. Trời ạ, à, nó chơi nó dễ lắm. Các bạn chỉ cần chơi một thời gian ngắn là được. Chả qua là mình mất thời gian học hành, hay là mình gọi là kiểu, gọi là mất thời gian, cho là mình mới làm cho cái game này nó chậm như thế này đấy. Ok, chắc là mình sẽ cho từng con chậm chậm đi ra trước nhỉ. Trong này có con nào chậm đố các bạn biết. Chắc là Khát Gót này. À thôi, Khát Gót dễ chết lắm. Chắc là mình sẽ gọi Nidam nhỉ, hay là Musashi nhỉ. Đấy, thì đại loại là năm mới sắp đến rồi, các bạn nhớ giữ sức khỏe. Và nói chung là có một số, đây mình vẫn nhắc lại nhá, có một số các cái bình luận mà các bạn không hiểu tại sao, nhưng mà nó vẫn bị rơi vào cái mục gọi là cái mục kiểu, cái mục bị giữ lại để xem xét ấy. Tức là như kiểu các bạn bình luận cái gì sai, mặc dù mình xem thì mình thấy không sai nhá, nhưng mà kiểu nó cứ không hiện ra ấy. Đấy, rất là khó hiểu. Đó, đây mình sẽ gọi tất cả những cái con này ra này. Đó thì The Battle Cat Việt Nam hay là mèo các bạn đây rất là yêu thương các bạn và chúc các bạn có một năm mới thật là tràn nhiều sức khỏe, gia đình thì luôn mạnh khỏe nhá. Và đặc biệt là các bạn có rất là nhiều bạn còn nhỏ xem channel của mình thì chúc các bạn học thật giỏi, đạt học sinh giỏi nhá. Không học sinh giỏi thì hơi dở đấy. Mặc dù là học thì rất là khó rồi. Các bạn cố gắng học sinh tiên tiến được, nhưng mà đừng để học sinh trung bình nhá. Nhớ tập trung học vào, chơi game để sau, cứ học hành xong đã rồi chơi. Đấy, phấn đấu bằng các bạn khác.
Đấy, các bạn khác giỏi thì mình sẽ cố gắng giỏi hơn đấy, kiểu ý. Hoặc là mình không giỏi bằng thì cố gắng giỏi như họ đấy, hiểu không? Mình thì cá nhân mình ngày xưa thì học cũng kém lắm, nhưng mà mình luôn cố gắng bằng các bạn, cho là càng ngày mình càng đuổi kịp. Đấy, kiểu ý các bạn ạ. Chứ học hành ấy mà các bạn, chuyện cả đời. Chứ là không sao. Nếu mà các bạn đang nếu mà các bạn đang xem thì chắc là video mình sắp kết thúc rồi đây. Mình đập trụ cái là mình thắng luôn này. Mình rất là yêu quý. Lấy lẽ phải gọi Nia Đam đầu tiên thì mình lại quên gọi nó, thôi không gọi nhá. Nia Đam phế lắm. Chết rồi, trời ơi. Thua xong, thua xong. Mà sao trong này không có Bahamut nhỉ? Sao trong này không có Bahamut nhỉ? Kỳ vậy. Ok, gọi boss ra thôi. Đó, ok, chắc là video mình cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau. Anh em hẹn gặp lại các bạn ở năm mới chứ quên. Bây giờ đang là 2020 đây. Một năm quá khủng khiếp để cho các bạn tiếp tục xem channel của mình. Chứ các bạn đừng xem channel của mình nữa mà. Ôi, cái gì ấy? Con gấu vừa chết kìa. Đó, ok. Chúc bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và luôn yêu đời nha. Tiếp tục theo dõi channel của mình và like video cho mình nhớ. Mình yêu các bạn. Thôi không like được video để mình chúc mừng các bạn thôi. Nói chung là một năm vừa rồi thật là tuyệt vời và cảm ơn các bạn đã ở bên mình suốt thời gian qua. Mình yêu các bạn. Ok, tạm biệt các bạn nhá. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Yeah.